Chúng ta học về phần định ngữ. Định ngữ là thành phần tu sức cho danh từ. Nó tu sức cho cái danh từ và nói rõ cái ý nghĩa sở thuộc hoặc là sở hữu của từ trung tâm hoặc trung tâm ngữ. Từ trung tâm là bao gồm một từ. Trung tâm ngữ tức là nó lại có sự kết hợp rồi. Thế ở đây thì chúng ta thấy là trước thì chúng ta học phó từ và trạng từ thì nó tu sức cho động từ và hình dung từ. Còn ở đây thì định ngữ nó lại tu sức cho danh từ. Chúng ta có bú giao dụng tờ tật tụ tớ tình dịch ngược lại, thấy chữ tờ chúng ta dịch ngược lại. Định ngữ không cần dùng tờ, định ngữ không cần dùng tờ. Nó là cái quan hệ định ngữ danh từ, quan hệ định danh, hay người ta còn gọi là quan hệ chính phụ. Và cái quan hệ này nó dịch ngược 90% là dịch ngược, không xuôi. Còn 10% còn lại dịch xuôi như tiếng Việt thì đấy là cái kết cấu số lượng từ. Trong cái phần không cần dùng tờ ấy, định ngữ không cần dùng tờ thì chúng ta có danh từ và từ thuộc đơn vị hành chính làm định ngữ. Và cái này nó không cần dùng tờ. Thứ nhất, ví dụ chúng ta lấy đoàn thống trự. Đoàn thống trự là bạn. À xin lỗi, đồng chí Nguyễn. Đồng chí ở đây là từ trung tâm. Nhưng mà để nói rõ đồng chí nào thì chúng ta có đồng chí Nguyễn. Nguyễn chính là định ngữ cho cái đồng chí này. Và chúng ta thấy là nó dịch ngược đồng chí Nguyễn, chứ nó không dịch là nó không dịch là Nguyễn đồng chí. Hay là khứa ạ. Hà sông, hà là sông và ạn là bờ. Thế ở đây cái từ bờ là cái từ trung tâm. Từ trung tâm. Và để nói rõ cái bờ gì, bởi vì có thể có bờ biển, bờ đê, nhưng mà ở đây để nói rõ ra thì người ta cho chữ hà, nghĩa là chữ sông vào. Thì người ta có chữ sông này sẽ làm định ngữ cho cái từ đứng sau là từ bờ. Và dịch ngược lại, bờ sông. Của sụ. Của sụ. Sụ là cây. Và của là quả. Thế thì ở đây cây là chính này. Nhưng mà cây làm thành phần là cái từ trung tâm. Nhưng để nói rõ là cây gì thì cây người ta nói là cây ăn quả. Đây mình hiểu là cái cây ăn quả chứ không phải là cây lấy gỗ hay cây gì cả. Thì người ta có chữ của đằng trước. Quả, quả cây và dịch là cây, cây ăn quả. Trang phẩm hiểu. Trang phẩm hiểu. Trương bằng hữu là bạn bè. Thế thì bạn bè ở đây là từ trung tâm. Bạn là từ trung tâm. Nhưng mà để nói rõ là bạn nào thì người ta sẽ phải có cái từ tên một người nào đó. Đây là họ. Trương này, bạn Trương. Thế thì dịch ngược lại đúng không? Trương bạn thì là bạn Trương. Hoa thính. Hoa thính là hoa là hoa này, thính là bình. Thế để phân biệt với bình hoa và bình nước thì người ta sẽ nói rõ ra cái chữ hoa và đằng trước chữ bình. Thế thì chúng ta vẫn thấy là nó dịch ngược lại, 90% là dịch ngược lại này. Bình hoa, hoa bình. Và đấy gọi là quan hệ chính phụ, hay còn gọi là kết cấu chính phụ. Và phần thứ hai nó là từ thuộc đơn vị hành chính. Cái từ thuộc đơn vị hành chính làm định ngữ. Và cái từ này ấy, dù nó dài đến đâu, dài 200 giấy đi chăng nữa thì nó cũng không cần dùng tờ. Không cần dùng cái chữ tờ đấy. Chúng ta lấy ví dụ thứ nhất, ví dụ ủ sư công sư. Ủ sư công sư, vật tư công ty, nghĩa là công ty vật tư. Thế thì cái chính ở đây nó là phần gì nhỉ? Cái chính nó là công ty, nó là cái thành phần từ trung tâm. Nhưng mà công ty gì? Để nói rõ hơn bổ nghĩa tu sức cho cái danh từ công ty này thì chúng ta có định ngữ vật tư, nghĩa là danh từ làm, danh từ vật tư làm định ngữ cho cái từ công ty này. Và chúng ta cũng lại dịch ngược lại, công ty vật tư, công ty vật tư. Liang shan sheng wei, liang shan sheng wei được dấu thành liang shan sheng wei. Lạng Sơn tỉnh
Lạng Sơn tỉnh ủy. Thế thì chúng ta thấy ở đây cái phần Lạng Sơn này là danh từ, còn tỉnh ủy là hai từ riêng biệt, tức là cấp ủy của cái tỉnh hoặc là cấp ủy của huyện hoặc là cấp ủy của xã chẳng hạn, thì cái này nó là trung tâm ngữ. Cái sấm quẩy này là trung tâm ngữ, nó không còn là trung tâm từ nữa, bởi vì nó có hai từ liền nhau, trở lại hai từ liền nhau thì đấy gọi là trung tâm ngữ. Trong cái trung tâm ngữ này ấy, thì nó lại chia ra như thế này. Ủy là danh từ, tỉnh là danh từ, và cái chữ tỉnh này nó làm định ngữ cho cái danh từ ủy này. Nghĩa là trong cái trung tâm ngữ thì nó lại có bao gồm một cái định ngữ nhỏ ở trong đấy nữa. Và chữ Lạng Sơn thì lại là danh từ. Danh từ nó làm, danh từ nó làm định ngữ cho cái từ tỉnh ủy đằng sau. Và cái kết cấu đấy gọi là kết cấu chính phủ. Ví dụ tiếp theo là Lạng Sơn tỉnh Nhân dân Ủy viên Hội. Lạng Sơn tỉnh Nhân dân Ủy viên Hội. Lạng Sơn tỉnh Nhân dân Ủy viên Hội. Thì đấy là cái Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Thế thì ở trong đây chúng ta thấy có cái Ủy viên Hội là trung tâm, từ trung tâm là cái Ủy ban. Nhưng mà để nói rõ là cái Ủy ban gì, trả lời câu hỏi Ủy ban gì, thì chúng ta thấy có từ Ủy ban Nhân dân, nó đứng đằng trước, Nhân dân đứng đằng trước làm định ngữ cho cái Ủy ban này. Thì đấy là Ủy ban Nhân dân. Nhưng mà Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nào? Thì chúng ta có Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thì chữ tỉnh này nó lại làm định ngữ một lần nữa cho cái từ Ủy ban Nhân dân kia. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh gì thì nó lại một lần nữa là chữ Lạng Sơn, trả lời câu hỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đấy là kết cấu chính phủ, định ngữ của định ngữ của định ngữ. Tương tự chúng ta thấy Quảng Xi Sẩm, Trọng Phủ, Sẩm Trạng. Sẩm Trạng đổi dấu thành Sẩm Trạng. Quảng Xi là Quảng Tây, Sẩm là tỉnh, tỉnh Quảng Tây, Trọng Phủ, Chính Phủ, Sẩm Trạng, tỉnh trưởng. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái tỉnh trưởng này tương tự như trên, nó là trung tâm, từ trung tâm. Và để nói rõ tỉnh trưởng của tỉnh trưởng nào thì chúng ta thấy là cái tỉnh trưởng chính của chính phủ đấy, của chính phủ. Thế thì chính phủ chính là danh từ làm định ngữ cho cái từ tỉnh trưởng đằng sau này. Và lại thấy cái chữ tỉnh này, tỉnh này làm định ngữ cho cái trọng phủ sấm trảng này, tức nghĩa là tỉnh làm định ngữ cho cái chữ tỉnh trường chính phủ. Và Quảng Tây nó lại làm định ngữ một lần nữa cho mấy cái từ này. Nghĩa là từ thuộc đơn vị hành chính, thường thì dù là dài đến đâu mình cũng không nhìn thấy có chữ tờ trong đấy. Tiếp là kết cấu số lượng từ làm định ngữ. Kết cấu số lượng từ làm định ngữ, mặc dù là quan hệ chính phụ nhưng nó vẫn sẽ dịch xuôi như tiếng Việt. Nó là cái 10% còn lại, nó không dịch ngược nữa. Thế thì ở đây có ví dụ y cựa rấn, y cựa một con người, đổi dấu thành ý cựa. Ý cựa rấn, trong cái từ này thì rấn là danh từ làm từ trung tâm, y là số lượng từ, y là số từ kết hợp với lượng từ cựa tạo thành kết cấu số lượng từ làm định ngữ cho cái danh từ người đứng sau. Chữ cái từ ngữ này, nhân là danh từ. Chữ cái từ ngữ này, nhân là danh từ, chuột trung tâm từ,
这中心词，个是量词，个是量词，一是受词，一跟个相结合造成数量词结构给后边的人做定语。 cái này nó là pen trong chia cậu. Pen là gì? Pen là cái thành phần phụ, trong là thành phần chính, và chúng ta dịch ngược là chính phụ. Phụ đứng đằng trước nhưng chính đứng đằng sau, dịch ngược lại chính phụ một con người. Nhưng mà lại phải nhớ lại đó là cái phần 10% này này, kết cấu số lượng từ nó sẽ dịch xuôi như tiếng Việt. Vậy thì không phải nói là người một con mà phải nói là một con người, mặc dù là kết cấu chính phụ. Ví dụ thứ hai, lẻng cỡ tan quậy. Lẻng cỡ tan quậy, trong cái từ này thì đơn vị tan quậy là từ trung tâm, lẻng là số từ, cỡ là lượng từ. Thế thì số từ cộng với lượng từ tạo thành kết cấu số lượng từ, làm định ngữ cho cái danh từ đơn vị đứng sau. Hai đơn vị, chúng ta có thể dịch là hai cái đơn vị, nhưng mà cái này mình bỏ qua cái phần dịch cái phần lượng từ này đi, bởi vì nghe nó cũng không hay lắm. Hai đơn vị, còn cái này là một người hoặc một con người cũng được. Y pi khua, y là một, pi là dấu ngang, thì chúng ta đổi thành y pi khua, một lô hàng. Thế thì ở đây hàng là danh từ, hàng là danh từ làm từ trung tâm, và cái y là một là số từ, thi là lô là lượng từ. Thế thì số từ cộng với lượng từ tạo thành kết cấu số lượng từ, làm định ngữ cho cái từ khua đứng sau, cái từ hóa đằng sau. Một lô hàng, một lô hàng, nhưng dịch xuôi như tiếng Việt. Y tùa hoa, một đóa hoa. Cái này cũng tương tự, hoa là danh từ, là từ trung tâm, y là một, là số từ, tùa là lượng từ. Số từ y cộng với kết hợp với cái lượng từ đóa này, tùa này, tạo thành kết cấu số lượng từ, làm định ngữ cho cái từ khoa đứng đằng sau, và chúng ta không cần tờ. Nếu trong trường hợp này vẫn không cần tờ. Y bẩn su, nhất bẩn, một cuốn sách, một cuốn sách. Thế một là số từ, cuốn thì là lượng từ. Một cuốn, một kết hợp với cuốn tạo thành kết cấu số lượng từ, làm định ngữ cho cái từ su đứng đằng sau, và nó vẫn là không cần phải dùng tờ nữa. Y chả phây chi, trường hợp này nó hơi đặc biệt một tí. Một giá, giá này là cái chính là một bộ, hay nó kiểu như là nó cái máy bay thì nó rất là to và cần nhiều thứ, thì cái này mình dịch là một chiếc đi, một chiếc máy bay. Nhưng mà ở đây cái máy bay này, để ý này, chữ bay là động từ, bay mà động từ, nhưng mà nó vẫn sẽ làm định ngữ cho cái danh từ máy ở đằng sau này này, và nó chính là trung từ trung tâm, ngữ trung tâm, trung sinh nhỉ, nó là trung sinh, nó là trung sinh chứ trung từ trung tâm. Một là số từ kết hợp với chiếc là lượng từ tạo thành kết cấu số lượng từ, làm định ngữ cho cái từ máy bay ở đằng sau này. Phần tiếp theo đó là hình dung từ đơn âm làm định ngữ. Và hình dung từ đơn âm tức là có một âm làm định ngữ chứ không phải là song âm. Cái này nó cũng không cần dùng tờ. Ví dụ khảo phẩm nhiều, khảo là tốt, nó là hình dung từ. Phẩm nhiều và hình dung từ đơn âm một âm tiết, phẩm nhiều là bạn. Thế thì ở trong cái từ này thì bạn là danh từ, làm từ trung tâm, hảo tốt là hình dung từ, làm định ngữ cho cái
từ bạn đứng đằng sau. Tương tự ta có xin su, xin là mới, su là sách. Thế thì chúng ta lại dịch ngược lại, trường hợp này nó không phải là số lượng từ nữa, kết cấu số lượng từ nữa nên chúng ta vẫn sẽ dịch ngược lại. Xin sách mới, sách mới, chứ không dịch là mới sách. Và trong câu này thì xin là hình dung từ làm định ngữ cho cái danh từ su đứng đằng sau. Triệu khựa, triệu là cũ, khựa là bài. Thế thì chúng ta dịch ngược lại, bài cũ. Triệu cũng là hình dung từ, bài cũng là danh từ. Danh từ này là từ trung tâm, nghĩa là bài, nhưng mà nó để nó bổ nghĩa thêm, tu sức thêm cho cái từ bài đấy thì chúng ta có từ cũ hoặc là từ mới này. Cao cửa sử, cao cửa sử, cao cửa sử là cao, cá tử là cái dáng cao, cửa sử là cái dáng. Thế thì người ta nói cái dáng nó như thế nào để bổ nghĩa tu sức cho cái từ dáng đấy thì người ta có từ cao, hình dung từ làm định ngữ cho cái từ dáng đứng đằng sau. Núng trá, núng là cái này gọi là đặc, đặc. Thế thì trà ở đây là trà nó như thế nào, thế thì trà đặc hoặc là trà loãng, ngược lại với nó. Người cứ hiểu cái những cái phần mục lớn này này, có ba mục rồi này, nó sẽ không cần sử dụng đến tờ, và có cái thì dịch ngược, có cái thì dịch xuôi. Dịch xuôi là cái phần kết cấu số lượng từ, còn lại thì chúng ta dịch ngược, 90% là dịch ngược hết. Tương tự chúng ta có xoan thang. Xoan thang là canh, canh chua. Thế thì cái chữ canh người ta đứng đằng sau và chữ chua đứng đằng trước. Tráng ỷ, trường kỷ là cái ghế dài, thì người ta sẽ nói là dài ghế. Xem yên, hương yên là cái thuốc, thuốc lá thơm ấy, thuốc thơm ấy, thì người ta cho cái chữ thơm đứng đằng trước, thì ngược lại thơm thuốc, thuốc thơm. Đại từ đơn âm chỉ sở thuộc, tức là sở hữu, thuộc về, sở hữu, làm định ngữ. Và cái này cũng không cần dùng tờ. Trường hợp này mọi người thấy là của朋友, của朋友, tôi, bạn, và chúng ta không cần chữ tờ ở đây. Bạn, tôi, dịch ngược lại. Trong câu này thì của là đại từ,朋友là danh từ, làm từ trung tâm. Cái đại từ này làm định ngữ cho cái từ trung tâm đứng đằng sau. Đoàn lão sư tờ朋友, đoàn lão sư tờ朋友, bạn của cô giáo Nguyễn, bạn của cô giáo Nguyễn. Vậy thì cái cô giáo Nguyễn này nó không phải là đại từ đơn âm, thế nó chỉ là danh từ. Vậy thì cái danh từ thì nó lại phải có chữ tờ ở đằng sau. Và cái này chúng ta nó thấy là nó vẫn là phen trượng quan sĩ, phen trượng chia cậu, tức nghĩa là kết cấu chính phụ, tức nghĩa là cái kết cấu mà phụ đứng đằng trước, chính đứng đằng sau. Tôi là phụ mà bạn là chính. Bạn, bạn nào? Bạn tôi. Tha ai rấn, tha ai rấn, người yêu của anh ta, người yêu của anh ấy. Thế thì trong câu này ai là động từ, yêu là mà định ngữ cho cái từ rấn đứng đằng sau. Và cái này nó là từ trung tâm. Và cái người yêu này, chúng ta thấy nó dịch ngược lại rồi nhé. Còn cái đại từ đơn âm này, tha này, làm định ngữ cho cái từ người yêu đứng đằng sau, tức nghĩa là người yêu rồi, nhưng mà là người yêu của ai thì là người yêu của anh ấy. Chỉ sở, sở hữu, sở thuộc. Mây mây tờ ai rấn, ở đây mây mây không còn là đại từ đơn âm mà nó là danh từ mây mây. Thế thì nó lại cũng tương tự như cái trên này, mây mây ai rấn là sai, phải nói là mây mây tờ ai rấn, người yêu của em gái, mây mây tờ ai rấn. Trước cái địa phương. Nǐ mǔ qī, rồi dấu. Nǐ mǔ qī, nǐ mǔ qī, nǐ đây là nǐ nữ,
Nhưng mà đôi khi thì người ta vẫn dùng chung nam và nữ giống như nhau, là dùng chung cái chữ nghỉ này. Trong cái từ này thì mủ chim là mẹ, thì nó là danh từ làm từ trung tâm. Nỉ là đại từ nhân xưng. Và nó là đơn âm, có một âm, làm định ngữ cho cái danh từ đứng đằng sau. Giờ dịch ngược lại. Mẹ, cô ấy, à xin lỗi, mẹ, mẹ của bạn, nhưng mà bạn này là bạn nữ, mẹ của bạn. Nhưng mà khi nói là mẹ của đồng chí Hoàng thì người ta sẽ nói là khoáng thúng chữ tờ mủ chim. Ở đây lại phải có thêm chữ tờ, khác biệt đều là chỗ nó là danh từ chứ không phải là đại từ rồi. Tương tự nếu như mà chúng ta nói tha mần thì phải có chữ tờ đằng sau. Tha mần tờ mù chi. Bởi vì sao, mặc dù là đại từ nhân xưng nhưng mà nó không phải là đơn âm như thế này mà nó là song âm mất rồi. Ví dụ tiếp, chơ cơ rấn, chơ cơ rấn. Thế thì trong cái câu này thì rấn là cái danh từ, rấn sư mình xứ, chơ chân sinh xứ, cơ sư lẹo xứ là lượng từ, cẩy khẩu pean tờ rấn chua tinh ủy, nó là lượng từ và làm định ngữ cho cái từ rấn đằng sau. Và cái chữ trợ là đại từ gì nhỉ, đại từ chỉ thị, biểu thị, đại từ biểu thị, làm định ngữ cho cái cửa rấn đứng đằng sau này. Và chúng ta dịch ngược lại, người này, cái người này, cái người này. Chữ trợ thì thường đi với chữ cửa luôn. Ví dụ chưa có tỷ phang, chưa có tỷ phang là cái nơi này, thì nó không nói là chợ tỷ phang mà phải nói là chưa có tỷ phang. Ví dụ tiếp theo, nạ thiên, nạ thiên là hôm đó, thì chúng ta lại phải dịch ngược lại là đó hôm, đó hôm. Nạ cũng là đại từ chỉ thị, thiên là danh từ làm từ trung tâm, thế thì đại từ làm định ngữ cho cái danh từ đứng đằng sau. Chữ tỷ, chữ tỷ là đây nơi, và dịch ngược lại là nơi đây, chữ là đây. Đấy là cái phần chúng ta cần để ý khi mà học ngữ pháp, thì chúng ta biết được tại sao có lúc dùng tờ, có lúc không dùng tờ. Bài sau thì mình sẽ giới thiệu khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng tờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.